Võ thần Chúa Tể Chương năm tám, ta tin ngươi. Âm âm. Giống như thông thiên bảo tháp đồng dạng, nở rộ vô tận nguyên nga tử khí thập minh vương điện, giống như một tôn từ thái cổ bên trong quét ngang ra mênh mông thần cung, trong nháy mắt buông xuống minh tàn đại đế đỉnh đầu. Thập điện ngươi cái tên này. Tự tìm cái chết. Minh tàn đại đế gầm thét lên tiếng trên bàn tay từng đạo minh quang nở rộ sáng chói minh quang giống như một từng chiếc thất luyện đồng dạng ngang dọc thiên địa hắn năm ngón tay từng chiếc thô to vô cùng phía trên cuốn quanh kinh người đại đạo pháp tắc giống như một từng chiếc kình thiên chi trụ cùng thập minh vương điện ầm vang đụng vào nhau bịch giống như hồng chung đại lưỡng một dạng rộng rãi âm thanh vang vọng thiên địa minh tạng đại đế dưới một kích này thiên địa chấn động hư không băng diệt từng đạo đáng sợ hư không khe hở bao phủ thiên địa toàn bộ hư không giống như nước sôi đồng dạng sôi trào lên cực kỳ dọa người. chói tai oanh minh phía dưới thập minh vương điện kịch liệt trung động bị bỗng nhiên đánh bay ra ngoài minh tàng đại đế năm ngón tay ẩn chứa đáng sợ thần uy cắt ngang vạn cổ nhất kích phía dưới liền đem cái kia thập minh vương điện đánh tự như muốn sụp đổ tại chỗ ném đi hư kêu đau một tiếng thập điện diêm đế sắc mặt biến hóa minh tàng đại đế nhất kích phía dưới hắn trưởng khống thập minh vương điện tự như muốn tránh thoát khống chế của hắn đồng dạng một cỗ lực lượng đáng sợ dọc theo thập minh vương điện không ngừng khuấy động mà đến làm cho trong lòng của hắn hoảng hốt đây chính là bán bộ thần đế sức mạnh sao thập điện diêm đế âm thầm kinh hãi không thôi còn tốt minh tàn đại đế bây giờ đang bị kẹt ở cái kia minh thần trong sát trận nếu là ở ngoại giới minh tàn đại đế một kích này đủ để cho hắn thụ thương lâm vào nguy cơ ngũ nhạc ngươi còn đang chờ cái gì Kiệt lực trưởng khống lấy thập minh vương điện, thập điện diêm đế quay đầu nhìn về phía ngũ nhạc minh đế, phẫn nộ quát, loại thời điểm này, ngươi còn đang nhìn hí kịch. Ngũ nhạc, mặc kệ ngươi ta phía trước có cái gì ân oán, hoặc có phái nào hệ xung đột, bây giờ, đều nên là chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng đối kháng minh tàn thời điểm, bằng không, chờ hắn chân chính trưởng khống cái này tử linh trường hà, ngươi ta sức mạnh tuyệt đối là hắn khát vọng nhất chất dinh dưỡng một trong, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chỉ lo thân mình còn là nói ngươi cam nguyện thần phục hắn phía dưới trở thành nô bộc của hắn cả một đời dựa hơi của hắn mà sống u minh đại đế cũng tại một bên quát chói tai mở miệng ngũ nhạc nghe vậy lông mày nhíu lại u minh đại đế lời này hoàn toàn chính xác có một chút đạo lý hắn trước kia sở dĩ thiết kế minh nguyệt nữ đế thiết kế u minh đại đế mục đích không phải là vì có thể trở thành cái này minh giới cao nhất chúa tể mà không phải dựa hơi người khác hừ hư lạnh một tiếng, ngũ nhạc minh đế không để ý đến u minh đại đế cùng thập điện diêm đế, nhưng hắn trong tay ngũ nhạc minh phong dĩ nhiên đã thôi động mà ra. Một tiếng ầm vang, trên đường chân trời, một tòa cổ lão sơn phong trấn áp xuống, nguy nga hạo đảng, kỳ thế mênh mông, có thế già thiên, có thế tế nhật. Các ngươi từng cái, cũng là đang tìm cái chết. Minh tàng đại đế trong đôi mắt nở rộ hàng quang, tức giận đến giận sôi lên, không lo được đối với hư không lòng giam tiếp tục động thủ đành phải một quyền hướng lên trời đánh tới âm âm thiên địa băng diệt minh tàng đại đế một quyền đánh vào ngũ nhạc minh trên đỉnh hư không lập tức truyền đến ù ù tiếng oanh minh đáng sợ kia kình khí bao phủ ra ngoài đủ để đem từng cái tiểu thế giới cho hủy diệt đây là diệt thế chi chiến chết ngăn cản minh tàng đại đế cái này lão âm bức mai phục ta minh giới lâu như vậy chém giết ta minh giới nhiều như vậy đại đế biết bao rắp tâm các ngươi xem hắn trên thân đại đạo quy tắc sợ là ít nhất có mấy trăm hơn ngàn những năm gần đây hắn đến tột cùng âm thầm phục sát ta minh giới bao nhiêu đại đế đơn giản nhân thần cộng phẫn thiên địa bất dung chết từng đạo gầm thét thanh âm vang vọng thiên địa thạch hoang đại đế rất nhiều minh giới đại đế cũng lại bất chấp tất cả đều là phóng lên trời cường thế ra tay Lúc này dưới sự khống chế của Ninh Mộc Giao, bốn phía hư không khí tức đã không còn đối với bọn hắn phát động tiến công, bọn hắn hoàn toàn có thể rảnh tay, ngăn cản Minh Tàng Đại Đế. Vô số cấp Đại Đế công kích, giống như là mưa to gió lớn, lại giống như mưa rơi cấp độ chuối Tây, không ngừng trút xuống. Cái này mẹ nó! Minh Tàng Đại Đế sắc mặt khó coi, tức hỗn hỉnh, quả thật là sắp nổi điên. Thạch hoang đại đế công kích của bọn họ mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì trọng đại tổn thương, nhưng vẫn là sẽ hấp dẫn hắn rất nhiều chú ý, làm hắn không cách nào toàn lực phá giải minh thần sát trận. Ngoài ra, U Minh Đại Đế, Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế đều là đỉnh phong cấp đại đế cường giả, công kích của bọn họ kết hợp hoàn tuyền hà, Ngũ Nhạc Minh Phong cùng Thập Minh Vương Điện Bực này chí bảo, nếu là hắn không quan tâm, một khi bị trực tiếp oanh trúng, cũng tất nhiên sẽ thụ thương nhiều kiến còn có thể cắn chết voi. Hắn dù sao chỉ là mượn nhờ tử linh trường hà chi lực đụng chạm đến thần đế cảnh giới, mới chỉ bước vào bán bộ thần đế cảnh giới, mà không phải chân chính thần đế cường giả. Lăng Rầm 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 Minh tàng đại đế không ngừng ra tay. Ngăn cản được bốn phía công kích đồng thời, kiệt lực phá giải minh thần sát trận, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ có phá giải minh thần sát trận, đem ninh mộc dao bắt tới tay, mới là hắn chuyến này chuyện quan trọng nhất. Nhìn trước mắt kịch liệt đại chiến, Ninh Mộc Giao cùng rất nhiều tử linh cũng là ngây ngẩn cả người. Phía trước rất nhiều minh giới đại đế vẫn là cừu địch, tại tầng trần dăm ba câu phía dưới, bây giờ càng là cùng bọn chúng đứng ở cùng một trận doanh phía trên. Gia hỏa này, đến cùng có cái gì ma lực? Còn đứng ngay đó làm gì? Chúng ta còn không mau rút lui. Ngay tại Ninh Mộc Giao sững sờ thời điểm, đột nhiên một cái tay duỗi tới trực tiếp đem tay nàng trực tiếp nắm lại bàn tay kia rộng lớn mang theo ấm áp đem ninh mộc dao tay nhỏ nắm ở trong để cho ninh mộc dao sợ hết hồn ngươi tần công tử ngươi làm cái gì vậy ninh mộc dao vội vàng quay đầu liền thấy tần trần chẳng biết lúc nào đã tới bên cạnh nàng dắt bàn tay nhỏ của nàng liền muốn hướng phía sau triệt hồi tần trần thần sắc nghiêm túc nói ngươi sẽ không cho là những tên kia thật có thể ngăn trở Minh Tàng Đại Đế a? À? Minh Tàng Đại Đế sắp đặt lâu như vậy, liền nơi đây Minh Thần lưu lại một tia hư không khí tức đều không cách nào đem hắn cầm xuống. Chỉ bằng U Minh Đại Đế đám người này, ngăn trở Minh Tàng Đại Đế phút chốc không có vấn đề, có thể nghĩ dựa vào bọn họ triệt để ngăn cản Minh Tàng Đại Đế, căn bản không có khả năng. Việc cấp bách là tiến vào sơn hắc chi địa, cướp đi tử linh trường hạ bản nguyên, làm cho minh tạng đại đế không cách nào dung hợp toàn bộ bản nguyên, không cách nào chân chính bước vào thần đế cảnh giới, mới là ngăn cản hắn phương pháp tốt nhất. Tần trần về một tiếng, đại lực phía dưới, ninh mộc giao căn bản là không có cách ngăn cản, giống như là bị ông ấp lấy đồng dạng, cấp tốc lướt về phía cái kia sơn hắc chi địa chỗ. Cái gì? Nhìn thấy tần trần thế mà mang theo ninh mộc giao bỏ chạy, tại chỗ tất cả tử linh đều ngẩn ra. Tiểu tử, ngươi đây là muốn làm cái gì mau buông ra giao công chúa a à tư bọn người vừa kinh vừa sợ liền đi theo tần trần mà đến ma lệ mấy người cũng đều ngẩn ra tiểu tử này thật đúng là lớn mật a à, thế mà trực tiếp liền lên tay tần trần quét mắt a à tư bọn người quá to các ngươi tiếp tục ngăn cản cái kia minh tàng đại đế quyết không thể để hắn dễ dàng thoát ly hư không khí tức vây khốn ta và ninh mộc giao đi chưởng khống cái kia tử linh trường hà bản nguyên đây mới là mấu chốt nhất hạch tâm. Ma Lệ, ngươi và Ngục Long Đại Đế tọa trấn nơi đây, hiệp trợ những này tử linh thôi động minh thần sát trận. Tần Trần đồng thời đối với Ma Lệ phân phó mở miệng, sau đó không nói hai lời, mang theo Ninh Mộc Dao xông thẳng sơn hắc chi địa. Đối kháng Minh Tàng Đại Đế. Một tôn bán bộ thần đế là dễ dàng như vậy đối kháng sao? Minh Tàng Đại Đế bố trí lâu như vậy, từ tiền sử vẫn giấu kín đến bây giờ, bây giờ cố ý bại lộ mà ra như thế nào u minh đại đế mấy người bọn họ liên thủ liền có thể dễ dàng ngăn cản lúc trước những gì hắn làm chỉ là để cho thập điện diêm đế bọn hắn liều mạng mà thôi mã mẹ nó tần trần cái này mẹ hắn chính là của ngươi kế hoạch ma lệ mắt trợn tròn trong nháy mắt cả người đều nhanh mộng để cho mình đi chống đỡ chính hắn an toàn rút lui đến hậu phương ông ấp mỹ nữ uổng lúc trước hắn còn như vậy tin tưởng tần trần Ai biết người này kế hoạch chính là các ngươi bên trên, ta tới rút lui. Đây quả thực. Không bằng cầm thú A. Ngươi. Ma lệ còn muốn nói điều gì, cũng là bị tần trần bỗng nhiên đánh gãy, lãnh đạm nói, ma lệ, ngươi có còn muốn hay không cứu xích viêm ma quân? Muốn, liền theo ta phân phó đi làm, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ta. Ma lệ một mặt bị khuất, do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái mẹ nó, lên thì lên, ngươi cái tên này nếu là cuối cùng cứu không ra xích viêm đại nhân, ta và ngươi liều mạng. Dứt lời, ma lệ hướng phía trước phóng đi, cùng ngục long đại đế bỗng nhiên tiến vào minh thần trong sát trận. Tần công tử, ngươi mau buông ta ra, không có ta chủ trì, minh thần sát trận sẽ bị phá vỡ rất nhanh. Ninh Mộc dao bị Tần Trần lôi kéo, một mặt kinh sợ, vội vàng hô. Tần Trần nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là tay nắm càng chặt hơn, lạnh lùng nói, vô dụng, coi như ngươi đi lên, Minh Tàng Đại Đế phá vỡ Minh Thần Sát trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cùng một chút nhìn mình chìm xuống, không bằng chuẩn bị sớm, còn có một chút hy vọng sống. Tần Trần nhìn chậm chậm Ninh Mộc Dao, Ninh cô nương, ngươi như tin ta, liền cùng ta tiến sơn hắc chi địa, đi chưởng khống cái kia Tử Linh Trường Hạ Bản Nguyên. Vô dụng, ngươi chính là dương gian người mà tử linh trường hà bản nguyên chính là minh giới chi lực, căn bản không phải người ta có thể trưởng khống, nếu có thể đem nó trưởng khống, ta chẳng lẽ không phải sớm đã trưởng khống rồi. Ninh Mộc Giao cười khổ, nếu như tần trần kế hoạch là đuổi tại minh tàn đại đế phía trước trưởng khống tử linh trường hà bản nguyên. Vậy căn bản không có khả năng thực hiện. Ninh cô nương, ta có biện pháp. Tần trần nhìn chậm chậm Ninh Mộc Giao, ánh mắt thâm thúy, bây giờ chỉ nhìn cô nương ngươi tin hay không ta nhìn thấy tần trần cái kia tự tin ánh mắt ninh mộc giao trong lòng không hiểu nhảy một cái nàng xem thấy không ngừng oanh kích minh thần sát trận minh tàng đại đế cắn răng nói hảo ta tin ngươi kế sách hiện nay chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống a tư các ngươi tiếp tục trưởng khống minh thần sát trận ninh mộc giao hướng về phía rất nhiều tử linh mở miệng mà xong cùng tần trần cấp tốc ra khỏi hư không chi địa trong nháy mắt lướt vào cái kia sơn hắc chi địa chỗ cái kia dương gian người cùng tử linh công chúa rút về hạch tâm chi địa đáng chết bọn hắn đây là muốn đi trưởng khống tử linh trường hà bản nguyên ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế rất nhiều đại đế thấy thế từng cái sắc mặt đại biến mẹ nó cái này lão lục để chúng ta ra tay đối kháng minh tàng đại đế chính mình lại chạy tới trưởng khống tử linh trường hà bản nguyên cái này mẹ nó còn là người sao trong lúc nhất thời tất cả minh giới đại đế đều giận mắng không thôi, sắc mặt đen như đáy nồi, vô cùng khó coi. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.